hành giả mà như vậy còn phải có không? Còn phải có, và cũng đó là cái phẩm chất mà đỡ điều kiện cái thân tâm thanh tịnh công đức viên mãn thì mới được kết nạp ở tất cả các cội giới của thanh tịnh. Chúng ta có tất cả 25 cội giới đều thanh tịnh, đều thanh tịnh là cánh cửa để mở ra và chào đón các vị đồng tu mà đã được thanh tịnh, không còn phải vướng bận tất cả vạn duyên đã buông xuống. Muốn được như thế thì vạn duyên còn phải buông xuống, vạn duyên buông xuống như tôi, vạn duyên đã buông xuống rồi, không biết là cái gì vạn duyên đã buông xuống chưa. Tiếp theo chúng ta đi qua tiếp phần tiếp theo. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.